Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình nhiều cát tinh trợ mệnh, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân sẽ đón nhiều vận may bất ngờ ập đến, sự nghiệp hiển vinh, tài lộc thăng tiến ầm ầm, có nhiều cơ hội trúng số, trúng thưởng, đổi đời giàu có hơn người. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải là nội dung như sau. Chấn động, giới tử vi tiết lộ sự thật bất ngờ vận mệnh cuộc đời của tuổi Canh Thân sinh năm 1980 tháng 3 âm lịch 2024. Được trời Phật độ mệnh, vận số phú quý, hốt chọn lộc trời, tiền bạc ầm ầm kéo về nhét đầy két, khổ mấy cũng trở thành đại gia. Quý khán giả thân mến, trong tử vi học có nói rằng, mỗi người khi sinh ra đều mang trong mình số mệnh khác nhau, tính cách cũng khác nhau, và chính vì tính cách quyết định rất lớn tới cuộc đời của một người. Có những người tuy gặp rất nhiều những khó khăn, vất vả trong cuộc sống, nhưng luôn giữ được sự lạc quan với cuộc đời và nụ cười lúc nào cũng luôn nở trên môi. Điều này giúp cho họ buông bỏ được những gánh nặng trên vai, và đúng thật, và sự nỗ lực, cố gắng, cũng như tinh thần tích cực sẽ góp phần rất lớn tới sự thay đổi cuộc đời của một con người. Trong cuộc đời của mỗi chúng ta, mỗi người có một phúc phần khác nhau, có người sinh ra đã sung sướng từ trong trứng nước, sướng từ lúc sinh ra đến khi tạ thế, cả đời sống trong nhung lụa, có người là lại sướng trước khổ sau, thuở nhỏ vinh hoa phú quý, đến già tàn tạ, nghèo đói. Có những người khi trẻ chịu nhiều vất vả, thử thách, nhưng khi về già sống nhàn nhã, gặp nhiều may mắn, giàu sang phú quý. Cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng, tươi đẹp như ta mong muốn, đôi khi đâu đó trong cuộc đời, chúng ta lại vấp phải những khó khăn, bế tắc, nhưng nhờ thế mà chúng ta sẽ ngày càng trưởng thành và lớn mạnh hơn, sống tử tế, vượt qua sóng gió bằng sức của chính mình, sẽ được trời thương, cuộc đời đổi vận bất ngờ, dần dần xóa bỏ cái mát con giáp số vất vả. Cũng chính vì lẽ đó mà ngày nay người ta thường tìm đến tử vi để đoán định trước tương lai, cũng như đón lành, tránh dữ. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý mệnh chủ tuổi Canh Thân sinh năm 1980 thân mến, mới đây nhất, khi dựa vào cung mệnh và lá số tử vi thấy rằng, đúng tháng 3 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 này, con giáp nào khổ thì cứ khổ, chứ riêng con giáp tuổi Canh Thân sinh năm 1980 sẽ bất ngờ được ơn trên ban lộc, song lộc phúc tinh cùng cao chiếu, soi rọi cho vận trình của tuổi Canh Thân được rực sáng, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi. Không những thế, thời điểm này còn là một bước đệm rất quan trọng để những người tuổi Canh Thân sinh năm 1980 có được sự giàu sang phú quý từ nay cho tới suốt cuộc đời. Vậy, chi tiết vận trình trong tháng 3 âm lịch 2024 sẽ diễn ra như thế nào, mệnh chủ cần phải làm gì để đón nhận những cơ may đổi đời mà ơn trên ban cho, thì ngay sau đây, xin mời quý khán giả hãy cùng với Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay quý khán giả nhé. Quý anh chị tuổi Canh Thân thân mến, không cần biết từ bao giờ, với Canh Thân, tự an ủi nó trở thành một loại bản năng, tự động viên, nó trở thành một kỹ năng tự nhiên, như hít thở không khí, không biết từ bao giờ, đã không còn quá nhiều thời gian mà suy ngẫm, tay vắt lên trán ngủ, mà ngày vẫn đang chạy ngược xuôi để chiến đấu với đời. Lại nói đam mê, đôi khi bị đề cao quá mức, anh chị không cần đam mê để duy trì công việc, cũng không cần đam mê để duy trì sự chăm chỉ, chú tâm. Cái anh chị cần là tính kỷ luật, là sự hiểu biết, trách nhiệm của bản thân với xã hội và với cuộc đời, lấy đó làm động lực mà hoàn thành công việc của chính mình. Nhắc tới trách nhiệm, hãy cứ nhớ anh chị là một cây cao bóng cả, thân to tán rộng, dưới cái bóng cây của anh chị đang chở che rất nhiều sự tình người. Anh chị thương người, anh chị tri ân, hay tham vọng của bản thân, truy cầu của cuộc đời, tất cả đều là những trách nhiệm đè nặng lên vai, cần anh chị phải gồng gánh. Nên lắm lúc cứ tự hào với những gì mình đang có, cặm cụi mà làm, lầm lì mà tiến, nhớ lại những gì đã trải qua, mà tặc lưỡi cho qua đi, mỗi sớm mai thức dậy, lại nhìn vào trong gương, rồi cười một cái mang đầy sự tự động viên,
rồi sau đấy lại ẩn hết những suy nghĩ sau bộ mặt bình thản, có chút ngẩn ngơ, nhưng vẫn lại cực lực chiến đời. Quý anh chị canh thân à, tôi biết thời gian qua anh chị cũng chẳng dễ dàng gì, đến độ tuổi này sẽ không còn tha thiết gì nữa, mà phấn đấu và bon chen với đời. Thị phi thì vẫn ở đó, cơ cực thì vẫn phải đối diện, đôi khi chỉ ước mình có cuộc sống bình dị như bao người, chẳng cần sang giàu quyền quý, chẳng cần giám đốc này, bà chủ nọ, chỉ mong bản thân hết nợ nần, có một công việc đơn giản, bệnh tật thì thuyên giảm đi và có chút của để làm bảo hiểm cho hai chữ tuổi già. Nhưng anh chị canh thân à, giờ là lúc anh chị cần bình tâm, quên đi chán nản, muộn phiền, sau đấy bắt đầu thực hiện hóa những dự định của chính mình. Tôi không nói quá nhiều về vận may, về lộc trời hay gì cả, vì với cái mảnh đời của tuổi canh thân, cứ tự làm, tự ăn, tự lực, tự cường là tốt nhất, nên chỉ đánh thức cái bản năng của canh thân, nhắn nhủ đôi lời cho canh thân tiến mạnh và tận dụng thời cơ. Anh chị canh thân cần nhớ, sẽ không có ai đến cứu anh chị cả, sẽ không ai quá là quan tâm. Chỉ có anh chị tự thức tỉnh, tự kiên cường, sự nỗ lực, tự chăm chỉ mà cứu lấy chính bản thân mình mà thôi. Trước tiên, ta hãy cùng điểm nhanh qua tính cách của người tuổi canh thân sinh năm 1980, có đặc điểm gì nổi bật ngay sau đây. Người sinh năm 1980, cầm tinh con khỉ, tuổi theo can chi là canh thân, xương con khỉ, tướng tinh con chó sói, con nhà thanh đế, cô bần, họ mang trong mình mệnh mộc. Theo nạp âm là thạch lựu mộc, tức gỗ cây lựu đá, mệnh mộc này tương sinh với mệnh thủy hỏa, xung khắc với mệnh thổ kim, một loại cây có thể mọc trên đá ở vùng núi cao, thể hiện sự kiên cường như thạch lựu mộc, cũng chính là biểu tượng đặc trưng cho người có tính cách vô cùng can trường, dám nghĩ, dám làm. Người mang mệnh này là người quyết đoán, đa phần đều đa tài và giỏi giang, đặc biệt cuộc sống của họ thuận lợi, thành công, cho dù theo bất cứ ngành nghề nào đi chăng nữa. Nguyên nhân bổn mạng nạp âm này nằm trong bình lộc, cách mà trong 10 thiên can chỉ có 4 chi giáp, canh thân là người được hưởng nhiều tài lộc, đồng thời họ còn có tài, giỏi thích nghi, không ngừng vươn cao trong mọi hoàn cảnh. Vì đặc điểm của thạch lựu là loại cây sinh trưởng ở vùng đồi đá khô cằn nên có sức sống mãnh liệt, phi thường để có thể thích nghi, tồn tại được. Canh thân có đầy đủ hai tính chất của can canh, cứng rắn, sắc sảo, nhạy bén, độc đoán, thích tự lập, ít chịu khuất phục, gan dạ, ưa mạo hiểm, thông minh, năng động. Người cầm tinh con khỉ, cá tính, ngoan cường, bất khuất, thiên bẩm lãnh đạo và chỉ huy, canh thân 1980, nổi tiếng là người nhanh nhẹn, thông minh nhưng hay hành động vội vàng. Nhiều khi chưa tìm hiểu rõ vấn đề, đã bắt tay vào làm, canh thân có tính cách ngoan cường, không bao giờ chịu đầu hàng, thuộc kiểu đa tài và có năng lực lãnh đạo tốt. Ngay từ khi còn trẻ, rất nhiều người trong số họ đã sở hữu thành tích học tập khủng và thể hiện được tài năng của mình, vốn là kiểu người sống thực tế, canh thân dù tham vọng hay thích cuộc sống ổn định, họ đều muốn sớm tích lũy kiến thức, năng lực và cả tiền bạc. Bước vào tuổi trung niên, vị trí của họ trong xã hội đã được xác định, dù vậy, họ vẫn không ngừng đặt ra những mục tiêu mới, canh thân phấn đấu một cách không biết mệt mỏi, đó chính là ưu điểm cực lớn của họ. Canh thân tham công tiếc việc đến mức họ quên dành thời gian cho chính mình. Đối với canh thân, sự bận rộn nhiều khi giúp họ chữa lành rất nhiều, dường như khi lao vào công việc, họ mới tìm thấy chính mình. Canh thân tài hoa, không chỉ xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn mà còn xuất sắc trong nhiều lĩnh vực khác. Tính linh hoạt này cho phép họ sử dụng tài năng của mình một cách toàn diện. Khi giải quyết vấn đề, họ có khả năng học tập mạnh mẽ và có thể nhanh chóng tiếp thu những kỹ năng và kiến thức mới. Họ có khả năng giỏi về ngôn ngữ, tài năng hùng biện xuất sắc, thậm chí nhiều khả năng ăn nói mà họ có thể thao túng tâm lý người khác. Không chỉ thông minh và đa tài, canh thân cũng giỏi tư duy và giải quyết vấn đề. Khi đối mặt với các khái niệm trừu tượng, họ có thể nhanh chóng nắm bắt và áp dụng sự sáng tạo, linh hoạt là một trong những vũ khí mạnh mẽ giúp canh thân thành công trong công việc. Bởi điều này giúp họ trở nên nổi bật ở nơi làm việc và có thể giải quyết các vấn đề trong nhiều môi trường phức tạp khác nhau. Không chỉ vậy, canh thân còn rất dễ thích nghi, nhanh chóng làm quen với môi trường công việc hay mối quan hệ mới, khả năng thích ứng mạnh mẽ nên thường thể hiện tốc độ phản ứng khác. Canh thân có sự nhiệt tình và chân thành trong ứng xử cuộc sống, họ cũng thường giúp đỡ người khác, luôn sống có trách nhiệm và tôn trọng lời hứa, vì thế họ thường là người đáng tin cậy trong nhóm, được người khác tin tưởng, làm điểm tựa. Canh thân có tinh tế, suy nghĩ thấu đáo, tuy nhiên họ lại thường không có kế hoạch lâu dài, thích cạnh tranh và hiếu thắng, cũng là đặc điểm tính cách nổi bật của canh thân. Đàn ông canh thân có cá tính, ngoan cường, luôn muốn dẫn đầu, không muốn bản thân bị tụt lại phía sau, còn phụ nữ canh thân luôn muốn thể hiện bản thân mình, muốn được mọi người công nhận và tôn trọng. Thái độ lạc quan của họ giúp việc giao tiếp và tương tác với người khác
trở nên dễ dàng hơn, thậm chí trở thành gương mặt quan trọng trong công việc, từ đó mang lại nhiều cơ hội phát triển cá nhân và nhiều cơ hội hơn. Tuổi Canh Thân Thiên Can mang chữ Canh, có các sao Thái Dương, Vũ Khúc, Thiên Đồng, Thái Âm, tứ hỏa với Thái Dương và Hóa Lộc. Với những người tuổi Canh Thân, nếu có người cha tài giỏi, có sự nghiệp lớn, thì đó là chỗ dựa vững chắc của tuổi Canh Thân sau này. Còn nếu tự thân vận động làm việc, họ có tính cách độc lập, thì tài lộc cũng sẽ tăng nhanh và có tâm lành ý thiện, thì sự nghiệp ngày càng bền vững nhờ có phúc tinh thiên đồng hóa, nên làm việc ở môi trường có nhiều người nam sẽ thích hợp hơn người nữ. Canh Thân là người năng động, khó ngồi yên một nơi, lúc nào cũng muốn hoạt động cả tay chân lẫn đầu óc. Nếu có điều kiện học hành đến nơi đến chốn, dễ trở thành người nổi danh trong các lĩnh vực khoa học, nhân văn, ngôn ngữ học, phát minh. Là người thông minh, ứng xử nhanh nhẹn, nắm bắt cơ hội kịp thời, nếu biết khai thác, sẽ rất dễ thành công trong sự nghiệp. Ngay sau đây, xin mời quý khán giả đến với tổng quan vận trình tử vi trong tháng 3 âm lịch 2024 của tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Nguyệt lệnh lâm bệnh nên thời gian này tuổi Canh Thân có xu hướng ủ rũ, không thích làm việc, lười hoạt động, không thích trốn đông người, chỉ muốn tới nơi vắng vẻ, bạn có cảm giác càng tới nơi ồn ào, náo nhiệt thì càng bị cạn kiệt năng lượng. Mệnh chủ trong tháng 3 âm lịch này thường khá bảo thủ, khi người khác nói không vừa ý là ngay lập tức giận hờn, không còn biết phân định đâu là đúng sai. Điều này chỉ chứng tỏ bạn trẻ con, cố chấp mà thôi, nếu bạn còn giữ thái độ này, mọi người rất khó làm việc với bạn. Người Canh Thân trong chuyện yêu đương dễ bị vướng mắc trong tháng này, khi bạn đặt quá nhiều kỳ vọng vào người ấy, bạn nên nhớ rằng đối phương là người đồng hành cùng bạn. Đừng quá phụ thuộc và kỳ vọng quá nhiều trách nhiệm, bạn hy vọng ở họ quá nhiều thì mới có chuyện tình cảm không đạt được như mong muốn. Nếu chưa có nửa kia, bạn nên dành thêm thời gian lắng nghe và thấu hiểu chính mình hơn là vội vàng tìm kiếm một ai đó vì cô đơn. Kỳ thật, bạn là người biết yêu thương bản thân đúng cách, bạn sẽ thu hút những người tương xứng phù hợp đến với mình. Về khía cạnh sức khỏe của tuổi Canh Thân, tháng 3 âm lịch này bạn cũng nên thận trọng, nhất là khi Bạch Hổ hung tinh mang điềm báo tai họa, thậm chí có họa huyết quang, nhìn chung nhớ phải đi đứng, làm việc cẩn thận, không được chủ quan. Tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết về vận trình tử vi trên từng phương diện của tuổi Canh Thân sinh năm 1980 trong tháng 3 âm lịch 2024, cụ thể như sau. Xét về phương diện công việc, sự nghiệp. Xem tử vi tháng 3 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, giai đoạn này là một khoảng lặng trong sự nghiệp, để bạn suy ngẫm nhiều hơn, bạn có thể bình tĩnh đánh giá lại mọi việc, để biết nên làm gì tiếp theo, loại bỏ những gì và tập trung vào đâu, không phải lúc phù hợp để tuổi Canh Thân đưa ra những quyết định mạo hiểm. Tuy nhiên, cũng không nên lười biếng, bạn cần lên kế hoạch cẩn thận để phân bố thời gian hợp lý, có những ngày làm việc của mình, có thể bạn lười chán, nên không muốn làm những gì, hãy cứ giữ sự kỷ luật của bản thân. Hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra trong ngày, dù bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra đi chăng nữa. Nhìn chung, lúc này phù hợp để tuổi Canh Thân có thể bắt tay vào cải thiện và sắp xếp lại cuộc sống cá nhân. Nhị hắc nhập cung chính đông, cảnh báo những xui xẻo có thể tìm đến với tuổi Canh Thân trong tháng này, đó có thể là sự cố hợp tác với người khác, hoặc ai đó công kính tích cách của bạn làm việc, nên bạn hết sức cẩn trọng trong cách hành xử, nói năng, kẻo dễ vướng vào những rắc rối không đáng có. Xét về phương diện tiền bạc, tài lộc. Tử vi tháng 3 âm lịch của tuổi Canh Thân nhận thấy bạn không nên có quyết định quan trọng về tài chính trong tháng này. Nếu không muốn có những quyết định sai lầm, tốt hơn hết, bạn nên dành thời gian để cải thiện các kỹ năng kiếm tiền, gia tăng lợi ích trong từng việc mình làm. Cứ thế mà tích lũy kinh nghiệm, rồi trong tương lai, bạn sẽ biết cách gia tăng thu nhập của mình một cách khôn ngoan hơn. Việc mở rộng kinh doanh trong tháng 3 âm lịch này cũng nên hạn chế, nếu có thể thì dành thêm thời gian nghiên cứu, đánh giá, chọn thời điểm thích hợp hơn. Ngoài ra, đừng nuôi mộng quá lớn trong kỹ năng lực của bản thân, khi chưa đủ đáp ứng, hãy tự tốn từng bước phát triển, tránh tâm lý hoang mang. Các hoạt động may rủi trong tháng này cũng nên tránh sai nhé, con giáp tuổi Canh Thân, nếu không bạn đang tự rước thêm rắc rối về cho mình rồi đấy. Ở thời điểm này, phù hợp hơn cho việc cải thiện vận may, đó có thể là trao cho ai đó kiến thức kiếm được tiền hoặc tham gia các hoạt động từ thiện, giúp người có hoàn cảnh khó khăn. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo. Tử vi tháng 3 âm lịch của tuổi Canh Thân cho thấy, nhờ có được tam hợp nâng đỡ, giúp cho vận trình tình cảm của tuổi Canh Thân thêm phần hanh thông, thuận lợi. Người độc thân khá hào hứng với các cuộc hẹn hò và hứa hẹn bạn sẽ tìm được người ưng ý cho mình. Sự lãng mạn sẽ bất ngờ xảy ra trong tháng này.
Người ấy rất biết cách mang đến niềm vui cho bạn. Nếu bạn đang có mối quan hệ lâu dài, thì đây là lúc hai bạn sẽ có những bước tiến mới. Ngoài ra, bạn cần nhớ rằng, đôi khi lạt mềm mới có thể buộc chặt, hãy cho bạn và chính người ấy một không gian tự do vừa đủ. Nếu bạn có sự độc lập, biết cách thả lỏng bản thân, cuộc sống của bạn sẽ sôi động và ít phụ thuộc hơn. Ngoài ra, đừng quên đi du lịch và gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động giúp bạn thoải mái hơn. Xét về phương diện sức khỏe. Ở thời điểm trong điều kiện thời tiết hiện tại thì không hề thuận lợi cho sức khỏe của người tuổi Canh Thân. Bạn nên ưu tiên các loại thức ăn có khả năng loại bỏ độc tố trong cơ thể, cố gắng uống nước thường xuyên, đừng đợi khát mới uống. Nguyệt lệnh lâm bệnh cho thấy, mệnh chủ lười biếng hơn trong việc chăm sóc bản thân, đó là lý do mà cả da và tóc bị xuống cấp, khuôn mặt không còn được rạng ngời như trước. Lời khuyên mà tử vi muốn dành cho tuổi Canh Thân là bạn nên tìm các loại hoạt động có thể hòa mình với thiên nhiên để tham gia, hạn chế việc ngủ nướng ở trong nhà quá nhiều, khiến tâm trạng ủ ê. Ngoài ra, mệnh chủ cũng có thể thử thêm một số bài tập thiền ngắn và giãn cơ bắp có thể hữu ích để làm giảm căng thẳng. Bây giờ là luận giải tử vi chi tiết 10 ngày và cẩm nang vượng vận của tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, trong tháng 3 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024. Tử vi 10 ngày đầu tháng, từ mùng 1 đến mùng 10 tháng 3 âm lịch cho thấy, 10 ngày đầu tháng tới này, người tuổi Canh Thân bị hung tinh tiểu hao chiếu mệnh nên phải chú ý nhiều hơn, đặc biệt các vấn đề tài chính. Tuyệt đối không được lơ là với tư trang cá nhân khi đi ra ngoài, như là đi xe máy, kẻo có kẻ gian chiếm đoạt, vừa dễ mất tiền, vừa khó làm ăn. Những người đang làm trong ngành tài chính, chứng khoán, tiền bạc tuột dốc không phanh, không sốt ruột cũng phải đau đầu. Công việc của người tuổi Canh Thân trong đầu tháng 3 này có cả hung lẫn cát, may mắn cũng đến do có thiên ấn chiếu mệnh. Bạn là người có năng lực hay là được cấp trên hỗ trợ, thế nhưng phải khiêm tốn ăn nói có chừng mực, kẻo bị những người làm chung chia bè, kéo cánh hạ bệ, làm gì cũng thấy khó khăn. Về tình cảm cũng gặp phải sóng gió không kém, khi bạn không tìm được tiếng nói chung giữa mình và những người thân trong nhà. Bạn thì ít mà bè thì nhiều, lúc sung sướng thì ai cũng hỏi, nhưng lúc khó khăn ai cũng trốn, chẳng nhờ được ai. Thời gian này, người tuổi Canh Thân phải cẩn thận mất tiền, đi đâu chơi cũng nên cẩn thận. Đừng cho người ngoài mượn xe, nguy cơ bị hỏng đồ khi cho mượn là rất cao, có thể không mất nhưng sẽ tốn tiền để đi sửa. Quý nhân là tuổi Tý, tuổi Tỵ. Tiểu nhân là tuổi Dậu, tuổi Mão. Màu sắc may mắn là màu vàng, màu đen. Con số phát tài là số 34, số 98 và số 15. Xem tử vi 10 ngày giữa tháng, từ ngày 11 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3. 10 ngày giữa tháng mới này, người tuổi Canh Thân cần phải mạnh mẽ và cứng cỏi hơn để đối mặt với tác động từ những kẻ xấu. Do có hung tinh ngũ quỷ chiếu vận, vừa bị tiểu nhân quấy phá không cho làm ăn, vừa bị hao tổn sức khỏe, mệt nhiều hơn vui. Thời gian này, không khuyến khích người tuổi Canh Thân ăn nói và miệng kiểu gì cũng gặp người khó tính. Bạn khi đi làm đã ghét thì tốt đến mấy cũng bị chèn ép mà thôi. Nếu như bị bắt bẻ sai thì khuyên bạn đừng suy nghĩ tiêu cực quá, hãy thẳng thắn với nhau để giải quyết. Mọi vấn đề không làm sai thì chẳng ai đuổi được bạn cả. Về đường tình cảm, gặp thực thần nâng đỡ nên cũng đỡ áp lực hơn hẳn. Nam nữ tuổi Canh Thân sống tình cảm hài hước, hay được trẻ em yêu quý, người lớn khen ngợi. Thời gian này, người tuổi Canh Thân còn dễ được tặng quà, mời đi chơi, đi ăn. Công việc có phần vất vả, đi làm hơi chật vật nhưng mà vẫn có tiền không phải làm không công. Quý nhân là tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tiểu nhân là tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Màu sắc may mắn là màu vàng, màu xám. Con số phát tài là số 77, số 50 và số 62. Xem tử vi 10 ngày cuối tháng, từ ngày 21 cho đến hết tháng 3 âm lịch. Người tuổi Canh Thân phải đương đầu thái tuế, nên không khuyến khích bản mệnh đi xa hay là di chuyển nhiều, tốt nhất là nên an phận ở nhà, sống bình dị qua ngày, càng ham chơi thì càng dễ gặp bất trắc. Người tuổi Canh Thân trong công việc cần phải chuyên tâm, hết sức cẩn thận, đi làm không nên tin vào đồng nghiệp quá, kẻo người ta lật mặt trở tay không kịp. Thời gian này, về tình cảm cũng bấp bênh, nhiều gia đình Canh Thân đang có dự định đi chơi xa thì không nên đi, hãy hoãn lại vào thời điểm khác sẽ tốt hơn. Người tuổi Canh Thân thì tốt bụng, lúc nào cũng lo lắng quan tâm cho người khác, nhưng mà toàn gặp kẻ vô ơn, bội nghĩa, không biết điều hay lẽ phải, hay chơi xấu sau lưng, tiền bạc và công danh sẽ bị đe dọa vì thương quan lâm vận. Nhiều người phải bỏ cuộc trên con đường khởi nghiệp, xin việc thì không được, tinh thần đi xuống,
nên tiền bạc cũng đi lùi cho đến hết tháng. Quý nhân là tuổi Thân và tuổi Tý. Tiểu nhân là tuổi Mùi, tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn là màu nâu, màu vàng. Con số phát tài là số 66, số 81 và số 47. Vâng, kính thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 3 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 cho người tuổi Canh Thân, sinh năm 1980. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!